Xin chào, chúng mình là Game On Esports. I never lay down, never walk away. Keep pushing like a tidal, pushing like a tidal wave. Mình là Zigo và mình đang chơi vị trí sniper cho team Game Home. Mình là Suban, đội trưởng của Game Home. Mình là Neo Team, mình đang chơi ở vị trí support. Mình là Zileo, mình là in-game leader. Ở Việt Nam thì mình hâm mộ nhất là Di Lèo vì anh ấy hay chửi mình để mình cố gắng có ngày hôm nay. Còn ở thế giới thì mình hâm mộ Shadow vì anh ấy có những phẩm chất kỹ năng cá nhân rất là tốt trong public. Thật ra thì K98 với M24 với mình thì nó như nhau à? Nhưng mà mình thiên về M24 hơn vì M24 trong tay mình nó vô hạn quá. Trong những thời gian rảnh rỗi, team mình thường rủ nhau đi ăn ốc, sau đó đi massage. Massage xong bọn mình về nhà thì đã có Neo T là Chí đổ vỏ cho bọn mình rồi. Đồ chơi của Game Home bây giờ khoa học. Di chuyển. Sinh tàu. Ăn mày. Sau những pha lái xe tấu hài, những pha sấy mù mắt thì vị trí đấy thuộc về Chí rồi, tất nhiên là Chí rồi. Mình thích ăn nhất là món nem chua, đặc biệt là nem chua Thanh Hóa. Món ăn thích của mình là ếch xào sả ớt và ngao. Mình cũng không biết lý do vì sao là mình lại thích hai món này nữa. Còn mình thì thích ăn thịt, thịt gì cũng thích, mà đặc biệt là thịt người. Mình trả lời thêm là dê lèo, còn một món đặc sản nữa là sừng. Lần đầu mình sống xa nhà khi ra Hà Nội thì những khó khăn mình gặp phải rất là nhiều. Từ giai đoạn đầu là lúc mới ra Hà Nội mình rất là nhớ nhà, nhớ gia đình, nhớ bạn bè, những cuộc sống quen thuộc của mình. Cái đến giai đoạn giữa thì mình gặp biến cố trong gia đình. Rồi đến giai đoạn này thì mình đấu tranh tư tưởng rất là nhiều để tiếp tục theo đường theo con đường game thủ chuyên nghiệp này. Gia đình mình thì luôn ủng hộ trong những quyết định của mình, luôn theo sát và theo dõi mình trên con đường game thủ chuyên nghiệp này. Sau một thời gian thay đổi lineup và chốt đội hình cuối cùng để mình tập luyện thì team mình bây giờ khá ổn và bắn vào form. Mình tin tưởng đồng đội và bản thân mình không những vào top 3 mà là vị trí vô địch của Việt Nam. Khi team mình có xảy ra tranh cãi và mâu thuẫn thì mọi người thường ngồi xuống với nhau xem lại replay và nói chuyện để tìm ra những lỗi và góp ý cho nhau và giúp nhau tốt lên. Nhưng mà đấy chỉ là trên lý thuyết. Mọi người phỏng vấn thời hay trả lời như thế, nhưng mà sự thật thì mọi người xem cho stream của mình thì biết rồi. Làm gì có mâu thuẫn nào, quay ra ghét thì đấm thường Chí luôn cho nhanh. Cãi nhau làm gì, ảnh hưởng tình cảm anh em á. Chí nhờ. Đúng. Tật xấu của một thành viên trong team mình là có một bạn nam
bạn ấy đi ngủ bạn ấy hay gãy mông mà bạn ấy cho lên mũi bạn ấy hít đấy. Nói vuông đấy là bạn Chí hay gọi là Nelty. Người đã ủng hộ team Game Home trong thời gian vừa qua, hy vọng giải BVS lần này mọi người sẽ cổ vũ cho team Game Home một mình giành chức vô địch đại diện cho Việt Nam đi Thái. Và mong mọi người luôn đồng hành và cổ vũ cho team mình những thời gian sau này nữa. Ready for it. Nếu như trong lần tham dự giải này mà mình đạt được cái vị trí cao, có một số tiền lớn thì mình sẽ tiết kiệm tiền mình cưới vợ.